Xin chào và các bạn, mình là Nemu của Nemu Gamer Channel. Thì chúng ta tiếp tục đến với series đánh BK bên sự của Trung nha. Thì bữa nay sẽ của Trung là có chế độ là BK mà chọn thẻ S Max nè, thì có nghĩa là nó sẽ không có tư chất 15. Hả, mà nếu mà có 15 thì chắc cũng chỉ làm những cái con đời cũ thôi. Bởi cho nên là chơi khá là hay, bởi vậy cho nên mình tranh thủ mình làm video nha. Rồi chúng ta bắt đầu trận đầu tiên thôi. Trong đây mà S Max nó thật là sợ nhất là gặp Vasa thôi, nếu mà dòng tư chất 14 sợ nhất là Vasa. Tại quá sao trong đây nó rất rất là mạnh. Rồi mình là người đánh sao. Ôi ôi, lấy long hổ đi. Cái sực này khó gặp long hổ lắm. Nhưng mà kiểu như là chỉ là mong chờ một điều gì đó thôi. Athena này khi mà đánh vô những cái con nào mà kiểu như là kẻ ác á, thì nó sẽ có tỷ lệ giảm nộ nha. Đánh thường á sẽ có tỷ lệ giảm nộ. Mình đánh sao. Đi sang phay Ukiyo, Maki, Rizalith. Mình đánh team gì đây? Rùa éo đủ. Vải, rắn. À, sang cái rắn được nè. Sang cái rắn nha. Sang cái rắn đi. Ra Lin, không không, Lin để ra sao đi, sang cái rắn đi. Sang thì rắn. Bên kia thì có Rizalith. Ukiyo, Athena, gì còn con gì ta? Maki, Maki, Maki. Ồ, gì vậy? Đi mạng máu vậy? Đi mạng máu quá. Come on. Chết luôn. Mày quá, lấy được cái nổ. Lấy được cái nổ chứ. Sao vậy trời? Sao vậy lò? Mình đang có điện thoại, không biết là có chuyện gì. Không biết trời mưa ta. Hay đấy. Ủa, sao đủ sát thương? Nghĩ gì kỳ vậy bạn ơi? Sao đủ sát thương? Mưa hả? Giết ai ní thôi, ní thôi. Kimochi, kimochi. À, thế nào trâu yếu chết rồi à. Rồi đã bệnh xíu nha. Không không tập trung được.
Ok, mình win được một game mà sorry mấy anh niên nha. Kiểu như có điện thoại rồi này kia người ta gọi qua gọi lại cho nên là mình phải tạm thời mình tắt mic. Ok. Nhưng mà thắng được game đầu tiên rồi, nãy pha cái mấy pha cuối mình không có tập trung tại vì nghe điện thoại á, cho nên mà hơi là vẫn win được. Nói chung pha đó mình giết được con người ta, giết được con Athena là nó toang rồi. Resist thì không quan trọng lắm nhưng mà vấn đề là con Athena thôi. Nó đọc chiêu hồi máu là nó có câm lặng. Ô, không gặp ai luôn vậy ta. Ai gặp một người rồi mình lại người đánh sau tiếp. Hayden. Hayden thì siêng vệ phải nói cực kỳ thốn nha. Do là tứ môn Hayden là ít 3 sát thương lên võ sĩ vệ chứ không phải là ít 2 như bình thường nữa. À đây không? Chà kèo này vãi chưởng người chưa có vệ. À được nam lét săn phay vậy. Ôi giời ơi, toàn tôi rồi. Vãi nồi. Toàn tôi luôn. Vãi trưởng tim. Athena lên nội tại nhiều nhiều cái Athena ơi, lên nội tại bắt đầu từ tuần 2 á là có nội tại đó. Lên nội tại Athena ơi. Chán ta đi. À, chán con này cũng được. Chán con này cũng được. Teddy độc chiêu rồi đó. Nhìn là biết cái kiểu là có Teddy có độc chiêu rồi. 90% sẽ có. Ôi cái gì vậy? Siêu xe à, siêu xe à, sai cơ số. Nhưng kèo này easy. Tại vì pha đó nha, team bạn, ủa mà pha đó team bạn không có độc chiêu con Terry thì tại sao lại nổ chi ta, đúng không? Nó đánh thường thì con ấy của mình đâu chết được, đúng không? Nó chỉ có ba con à. Mình tưởng đâu Terry có độc chiêu thì nó mới nổ. Tại con Terry phát độc chiêu là gần như là con mây trời đứng đằng sau sẽ chết á. Tự nhiên team bạn tự hủy. Kè này mà có được thêm con Mari nữa là đẹp. À, ôi ơi, Mari bên kia lấy, ba cái Mari bên kia lấy. Mari bên kia cầm nhé. Mari bên kia cầm. Oh, hey, come on, come on. Chán liền. À, chán zero. Phải như pha này chó con liên nó là đẹp luôn rồi. Bây giờ nó giết người xong là con kia sẽ được hồi ấy rồi rồi.
Zero sẽ được giải hiệu ứng. Kimochi Kimochi, Kimochi. Kimochi, Kimochi. Đó. Ogingogi. Ui ui ui, chọc chọc chọc. Đỡ đòn. Đúng rồi. Đi thôi mà đỡ đòn nó cực kỳ trâu. Ôi cái gì vậy? Sang phải ơi. Ôi. Mẹ ôi cái gì vậy? Thôi xong. Mẹ sang phải nhà mình kìa. Mẹ nó đỡ đòn cực kỳ cao luôn á. Bó tay. Đỡ đòn cái này giết người rồi. Mẹ đỡ đòn giết người rồi. Giết người thật sự luôn. Giết người. Giết người kia. Kiến cô gì? Chơi 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 chơi. Ê, à chơi chứ. Ừ, đi. Sai cơ sơ. Vô thức. Ôi ôi, một pha vô thức của Kyo. Anh Kyo anh vừa vô thế rồi. Vừa vô thế thì team bạn xin thua. Team bạn xin thua, anh đứng anh giơ tay lên trời liền luôn. Giơ nắm tay lên trời. Nhưng mà không phải là hận đời vô đối. Ok, đánh tranh thủ nhanh nhanh thì mình thấy trời nó tối thui, mưa chuẩn bị ra phải đi ra ngoài chợ lấy đồ nữa. Rồi ok, mình là người đánh sau Yuri. À quên lộn, Yashiro, Yashiro, Mari, Mari. Mình đánh sau Kasumi luôn. Ôi ba con vệ chất lượng quá vậy ta. Cái này chắc chắn phải cầm Gonit rồi, không phải suy nghĩ luôn. Cao phải thì lực môn cũng ngon, nhưng mà Gonit hồi sinh ảo lắm. À, cao nét hả? Thôi, được. Rùa. Ôi ôi, không được cái gì à. Mình là người đánh sao? À, Kasumi ép độc chiêu. Kasumi mà độc chiêu là giảm cái hồi nổ xuống rồi, là ngon rồi. À, nó tiếc tướng à, nó tiếc tướng thì mình dễ chơi rồi. Nó tiếc tướng thì mình dễ chơi. Nó tiếc tướng thì mình dễ chơi rồi. Ồ, tiếc nữa kìa. Ôi ôi bạn ơi, bạn mới đánh Mika đúng không? I love you. Ờ giờ ok, chấp nhận cho lao vô con mây chờ luôn. Ờ cho đa lao vô con ấy luôn. Ôi ôi mẹ mày. Really? Ê ê. Ôi mà ơi, bị nó ngáo kìa. Hên nhỉ. Nói cho chịu đánh qua một tên nữa. Nó cùng lắm mất Lena vậy thôi. Rồi xong dồn thôi. Team bạn thấy đánh kiểu gì gọi là gọi là gì ta? Đánh khô máu vậy. Cảm ơn. Phan ai cũng vậy thôi. Nurui desu ne. Onegai shimasu. Chứ kè này do team team bạn đánh kiểu như sao ta? Nó giết được con Lena vậy của mình nhưng mà không đánh, nó cứ đánh combo vô á, không thôi là mình mất đam rồi. Nhanh 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 còn hai trận nữa, cố lên nào. Làm xong hai trận rồi mình đi mình lấy đồ nữa.
Mình đánh trước. Nãy giờ mới được đánh trước một game không ta? Eiji Kisaragi, Kasumi Todo. Ây đây rồi, Boxing Wing Vanessa đây. Nameless. Đúng với cái tên kinh luôn rồi, phải lấy Nameless. Mình là người đánh trước hả? Chết mưa. Ây da. Nha, được trận này mà nếu mà mưa chắc là nữa có gì mình phải tắt mic, hoặc có thể trận này mình để bị treo nha, để xuống mở cửa. Vì mẹ mình đi mua đồ quá. Nó mưa rồi. Nó tiết tướng kìa. Không cho chết luôn. Cho chết con này luôn là ngon. Nhanh lên, nhanh lên. À, tiết tướng kìa, tiết tướng kìa. Chết con này nó toang á. Rồi ok, dồn đam thôi. Bây giờ khả năng cao chắc là còn một trận là mình không chơi được rồi. Có gì mình tạm thời mình ngưng cái clip ngay đây nha. Nếu như mà mình đánh được á mình sẽ đánh luôn. Ok, mình tạm ngưng cái clip ngay đây nha. Ok, mình đã trở lại đây. Nói chung là ok, mở cửa rồi kia xong rồi, giờ mình còn một trận mình đánh luôn đi. Đánh trận này nếu mà win thì có thể mình lên được 1050 điểm. Đó, coi như lên rank đúng không? Lên rank. Và chế độ này là tuần sau là nó vẫn là chế độ này luôn. Có thể thứ sáu tuần sau là chế độ full tới chức 15 mà S-Max á. Lấy con Chiru đi. Mình đánh trước. Stream mà. Chữ kia là chữ, cái đó là cái chữ gọi là chùm sao á. Chùm sao. Mình đánh trước. Cái Yukio đi. Cái này mình không tin con nít lắm. Mình sao mình không tin lắm. Ôi ôi mẹ, không lấy nó là sai rồi, nó có con Maki kia rồi, tôi sai được chưa, phải trưởng là em sai được chưa, đồ thiệt luôn. Ôi ôi thôi xong, mày không nghĩ nó ra con này luôn á, không nghĩ nó ra con quỷ con cao nét luôn, mình éo nghĩ. Tại vì là thường con Kainet mà nếu mà không có con Uchi nè thì nếu mà ra sớm cũng không không được ấy, cũng không được cái gì. Đánh được kêu hả? À không, con này luôn. Come kêu nổ, khả năng cao nổ vô con Benny á. Ôi rồi mẹ, thôi xong. À, đu gỗ được hồi sinh rồi, đu gỗ được hồi sinh rồi, bây giờ giết nó thì mình sẽ bị mất ngộ nữa. Má quỷ này đánh đánh máu chó quá ta, đánh máu chó thật sự luôn á. Đánh máu chó vậy. Hồi sinh, hồi sinh. Ôi ôi, không hồi sinh thì toang rồi. Không hồi sinh thì tôi toang luôn rồi. Thôi thua. À, vậy trưởng hồi sinh là đẹp nha. Mà này nó hồi sinh là đẹp thật sự luôn á. Ôi mẹ, nó chí mạng kìa. Ý Ukiyo rồi, biết rồi mình nát. Còn hơn đỡ thêm một nhịp nữa. Thường.
Rồi. Cái này có đánh được cũng vậy. Liều không? Liều không? À, xui tao pha đó, nếu mà đánh lấy ô chia lấy nộ là ngon rồi, cho ô chia ăn nộ là ngon rồi, để bao con lên à, không hả? Ê, có thể đủ đam nha, có thể đủ đam á, có thể đủ đam luôn á. Có thể luôn á, có thể là đủ đam. Không hồi sinh. Một ba chiến thắng phải gọi là, cũng gọi là đầy may mắn. Ôi. Rồi, ok. Rồi, lên rank luôn. Vậy là hy vọng là chắc là tuần sau chắc vẫn là chế độ này á. Tuần sau chắc là chế độ này. Ây da, mấy thanh niên đậu xanh búp điểm ghê quá. Ôi. À, nếu mà trong server mình thì mình đang đứng hạng bao nhiêu ta? À, server này hạng 33, nói chung là mấy cái top server cao thì thường là cái à đây nè. Nó top server này 130 mấy triệu nè mà đánh BK nữa không? Kiểu như là người ta không có quan tâm tới cái chế độ này, tại vì đánh nó vừa tốn thời gian mà kiểu như kim cương không được bao nhiêu. Đó đây nè. Anh em nãy là để hình avatar con Newzi đó, thấy không? Ồ, 172 triệu kìa. 172 triệu Ronin rồi cái 7 sao các thứ. Rồi ok, thì cái video mình đánh BK chế độ mà S mắc trọng thể thì chắc buổi 4 mình sẽ có chung cái đây kết thúc nha. Nếu mà các bạn thấy hay và bổ ích thì lại cho mình một comment, một like share, một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Thank you for watching. See you next time.